BTV xin chào các bạn. Bây giờ thì mình đi ra vườn để hái kèo nèo. Hái kèo nèo vô ăn lẩu chua. Đây là khu vườn sầu riêng. Đây kèo nèo nè. Kèo nèo nó mọc chung với lục bình ở bên đây. Đó, kèo nèo này. Mẹ đó, kèo nèo đó. Đây là kèo nèo nè. Mà đây sao có bụi vậy? Thường kèo nèo này chắc cũng hỏi với lục bình đó. Nè, bông lục bình nè. Ủa, bông lục bình ăn lẩu chua chắc không, được mà không? Ăn lẩu mắm á. Vậy thôi, hái kèo nèo ha. Kèo nèo này là giống như loại rau dại đó. Nè, mình hái phần non thôi chứ phần mấy phần già già thì mình bỏ. Đâu? Đây ở bên đây kèo nèo mấy bụi nè. Đi dọc 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 cái mương này chắc cũng kèo nèo nhiều lắm nè. Nè em cầm đi anh hái. Nè có bông nữa, cái bông vàng đẹp đó. Lục bình thì màu tím, còn kèo nèo thì màu vàng. Hay, bông kèo nèo đẹp quá, hái luôn bông được không? Thì mình ăn cái đó đó. Ăn bông nữa hả? Hay là ăn cái nhánh ngon non nữa? Nè thì nhánh non rồi đây nè, đó. Đó. Cái này non anh, cái này là bông nè. Cái này là bông kèo nèo. Ăn đẹp quá ha. Màu vàng luôn rồi, vàng được rồi. Có mấy cái gì ở dưới vậy anh? Ở này hả? Bông đúng không? Bông nó chưa nở hay gì? Nhưng mà mấy cái dược lên vậy ăn nè, hình như bông này cũng hơi già rồi đó. Vậy mình ăn cái đầu thôi phải không? Hái cho vui nè, đây nè. Cái này là ăn được nè, này non nè, con này nè. Đó. Còn như cái kia là nó già rồi đó. Hái cái bông nè, hái cái bông thôi. Hả? Ừ đúng rồi, hái cái bông gì thôi. Thấy mọi người ăn cái bông vậy đó. Ừ thì cái bông ở trên. Ê bông đó. Nó có ba cánh à. Mà đẹp lắm. Đẹp ghê. Cái bông nó cũng giống nó dễ bị tổn thương như bông lục bình. Bông lục bình vậy đó. Nó là họ với nhau mà, cái họ chung mà. Nè cái bông này mình ăn được á, mình ăn khúc trên mình. Bên này mình hát nè. Ừ. Hay. Bây giờ hái mấy cái non nè. Chỗ sâu ạ. Thôi, lâu lên đi, mình lâu lên đi anh. Nè. Đây là bông kèo nèo, đẹp ghê á. Đây cái này non nè. Cái này là cái lá non của bông kèo nèo nè. Bên này. Anh nắm nó lên đi, đừng có. Không sao nắm được, nó ăn dưới đất á. Ủa vậy hả, chứ không phải lục bình nó nằm trên mặt hả? Ủa sự khên cho lên ở trên. Nó chìm xuống đất á. Nó ăn với hay vậy? Ăn dưới đất ăn lên. Cái sình đó. Đây. Đó có mấy ngọn non nữa anh. Nè. Đó bên đây phải nè. Bên đây trái với lộc, phải trái, phải của anh đó. Đó bên đó non đó. Hai bông trên kìa. Người ta anh đó. Gì vậy? Biết đâu. Đi vòng vòng lên trên kia có không? Bên kia có bụi. Đây, kia. Đây vô. Đây có bụi nữa nè. Bụi này đi. Bụi này có non không ạ? Có non không? Thử coi. Hết rồi. Không có hả? Không. Vậy thôi đi qua bên kia. Đi tiếp đi, nên nó có hôm hôm nay vào qua bên cái mương bên kia nè. Đây kìa, bên đó quá trời kìa. Vậy đi qua bên kia. Đi nè. À đúng rồi, mấy cái mương này nhiều nè. Đây, đúng rồi. Đi qua bên vườn ổi. Phải xuyên qua vườn ổi. Đi đường này nè. Đi qua vườn ổi đúng không?
cẩn thận, phải xuyên qua vườn ổi mới qua tới cái ao kèo nèo bên kia. Ây da, mọi người thấy ổi trái nhiều không? Ui da, đi 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 đi, em đi được, từ từ đi này, phải chậm chậm, chắc là nó bị hư á. Ui da, nó ngon không? Ủa cũng ngon nè, trắng miếng không? Chua cái đã. Đi làm mót. Ngọt quá mà ngọt mềm à. Ngọt mà mềm thơm ghê á. Tại vì nó rụng á. Rụng chắc không qua giờ. Ơ ngọt quá hả? Ngọt kinh dị luôn á. Ủa đây nè. Trời ơi sao em ơi mà bị. Mọi người mới hái mà. Ừ kìa. Trời ơi nó đã. Ngọt quá. Chùi chùi đây nữa nè. Ngọt ghê ha. Mới bị sâu ha. Quá trời luôn kìa. Đi lượm mót. Đi cày hái không ăn lượm. Mót ăn. Trời ơi hái cà nèo đi em ơi. Đi hái cà nèo. Tập trung vô nhiệm vụ chính đi. Thấy ổi. Hai trái thì ăn thùm luôn nè. Ê da, thấy đường. Cái giòn mà ngọt mà mới lụm vớt à. Hả? Ừ, ngọt à. Luôn á. Ôi trái mấy ổi nhấp nữa kìa. Hái kèo nèo mà thấy ổi cũng cũng sấm vô nè. Ngày trên cây hái xuống á hả? Ừ. Rồi nó bị hư dấu nè. Thử gỡ thử coi. Ừ, sao giòn mà ngọt vậy? Ừ, giòn ngọt ghê đó. Ừ. Rồi. Ngon không? Ngon ngay luôn á. Ôi ngọt ghê, à. Ngọt mà giòn nữa. Ừ. Tại nó có bị thẹo nè. Cái người ta hái người ta bỏ. Ngon quá hả? Thấy cà nèo tiếp mọi người. Đây cà nèo. Ôi cây to vậy. Đây nè, hai cây. Này ngon quá. Ở bên kia cũng có nữa kìa. Sao ổi xuống đó. Đây nè. Trời ơi, kế bên luôn, ngồi không còn đi đâu luôn. Tay ổi chạp bá ướt. Cái nhào đậu dữ quá. Cẩn thận. Trời ơi, mấy cái đó sao hái trời. Qua bên kia không? Anh nhìn cái ổi nè. Trời ơi, cái này ăn chắc đã lắm mọi người ơi. Ngọt, tiểu đường luôn á. Tiểu đường luôn á. Ừ. Chỗ nó còn giòn lắm luôn á. Nè. Chua miếng cho. Em bay quanh mương đây nha. Bay quanh. Chua thử cho mọi người. Ngon quá. Bay quanh kia nha. Từ từ. Bên này được không? Nè, nè thì bay đây nè. Đi rồi bay đi. Đứng thôi. Chắc rớt quá. 2 3 nhảy. Ui dạ. Này nó giống như là chín quá, nó cũng ngọt nhưng mà nó xốp. Trời ơi nó non nè. Kìa, hai cái bụng này sao hái được. Nè hái cọng bên này nè. Cẩn thận nha. Có giường thật là sướng ha. À, muốn ăn gì cái đầu ra hái ha, như cái hạng như này để mình hái mình ăn lẩu nè. Đó. Mình hái thêm. Hái lẩu chua vậy nè. Kèo đeo rồi à. Rau muống cũng có nữa. Mình có rau muống nè, là mình có gì? Cái cần gì anh? Cần nước, cần nước, cần nước. Cần nước gì đó. Cần nước ở Long An rồi. Cần nước. Ở đây ta.
Để xíu vô mình hái cần cần nước nha. Ở cần nước nha, cứ gần độ cần nước hoài. Đấy, được không? Thôi, nguy hiểm vậy. Cẩn thận nha. 1 2 3. Bình an nha. Nhiêu đây được chưa? Được rồi, được rồi. Tại mình có nhiều rau lắm, không phải mình nó. Đi vòng vòng có gì. Đi. Đi xuống dưới kia. Thấy có cây vú sữa có trái không? Thôi mình đi đi. Hả? Hai nữa không? Không, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Mình có nhiều rau nè, phải mình nó đâu. Đi vô hả? Đi vô đi.